Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn về Sài Gòn ăn Tết ha. Một cái lễ hội mà đúng là vỡ trận thiệt đó quý vị. Hôm nay là cái ngày cuối cùng của cái lễ hội Tết Việt ở công viên Lê Văn Tám, đường Hai Bà Trưng. Mà đúng thật sự hôm nay mình ghé tới đây, đêm nay là cái đêm bế mạc này. Mình thấy đúng là thật sự đông một cách khủng khiếp luôn. Không có chỗ gửi xe luôn, không có chỗ gửi xe luôn. Mọi người ngồi trên xe vậy đó để chờ vô cái cổng gửi xe nhưng mà không có. Mình thì mình đi ra đằng trước á, các cái nhà phía trước cái đường Hai Bà Trưng mình gửi trong nhà người ta. Với một chiếc là 20.000 á. Ghê gớm quý vị ha. Bây giờ trước khi đi vào tham quan cái lễ hội Tết Việt, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Cái lễ hội này là gọi là lễ hội Tết Việt á, mở ra từ ngày 18 cho tới ngày 21. Thì cái tối nay này là cái tối bế mạc và cái tối cuối cùng. Mọi người tập trung về đây đông một cách khủng khiếp, mình không ngờ tới luôn. Đó, các bạn nhìn ra cái chỗ mà xe á, là coi như là người ngồi trên xe luôn. Đó, bây giờ mời các bạn đi vô trong để mình tham quan cái lễ hội ha. Đông khủng khiếp quý vị và các bạn. Bây giờ là đã 3 giờ mấy, 4 giờ chiều rồi mà bây giờ không có chỗ để đi luôn á. Đó, khủng khiếp. Thì cái lễ hội này này, quý vị và các bạn, để tạo dựng lên cái việc cho bà con coi như là đi, coi như đi xem Tết này, rồi đi ăn Tết này, rồi du Tết này, rồi chơi Tết này và đi chợ Tết. Đó là những cái chủ đề để người ta phục vụ cho cái lễ hội này. Đó thì cái cổng đi vào, các bạn thấy không, người bắt đầu vô trong đây này, dần dần bắt đầu đông này. Ngoài cái chỗ gửi xe là không được rồi đó, nói chung là ngoài chỗ gửi xe là cứng ngắc luôn rồi. Nó vô trong đây thì tại vì cái công viên nó rộng quá. Đó, đây là bước vào cổng đây quý vị và các bạn này. Đó thì bước vào cái gian cổng này, nó có ba cái gian nhà tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Đó, đây là miền Nam này, Tết của người miền Nam này, người ta sẽ bày cái bàn thờ tổ tiên á, với lại những cái mâm quả để cúng ngày Tết. Đó, đây là những cái bánh dày, bánh chưng nữa các bạn này, bánh dừa đồ này, thấy không, các loại bánh này. Đó, ngày Tết người ta làm những cái dĩa nhỏ nhỏ vậy đó. Đó, người ta bày ra để người ta cúng. Đó thì cái ba cái gian nhà này là tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Ở đây là cái bàn thờ của người miền Nam. Đó, có câu đối ở hai bên cũng ha. Bàn thờ này là bàn thờ tổ tiên ha. Đó, đây là cái mâm cỗ 7 ngày Tết này. Đó, cũng gồm tất cả các thứ ha. Cơm rồi chả giò rồi chả rồi ha, canh rồi ha, các thứ. Người ta làm những cái dĩa nhỏ 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 đó, người ta bày ra. Đó, để mà cúng tổ tiên ông bà trong những ngày Tết. Còn trên đây là cái bàn thờ. Đó, có cái bộ tam sự đó, ngày mình có kêu người Trung thân kêu là bộ tam sự đó. Có một cái hai cái đèn để mà đốt, hai cái đèn cầy hai bên, và ở giữa có một cái hộp để đựng gia phả đồ ở trong á. Đó, đó là cái phong tục của người Nam, cái bàn thờ của người Nam. Đó, còn đây là của người miền Trung. Miền Trung và Tây Nguyên thì cũng giống nhau. Đó, gọi chung là cái miền Trung á, thì người ta hay có các cái biểu diễn đàn dân tộc rồi này kia đó. Đó, các cái đàn, em không biết là đàn gì các bạn, đàn cầm rồi đàn dây rồi đàn ấy á, là người ta biểu diễn. Đó, thường thường các cái lễ hội ngày Tết á, người ta biểu diễn những cái nhạc cụ dân tộc như thế này này. Đó, cái này là đờn nhị này, đờn 1-2 dây gì đó, 2 dây đàn bầu rồi gì đấy, đại khái là những cái nhạc cụ đó quý vị các bạn. Thì người miền Trung và Tây Nguyên hay làm như vậy. Và đây là cái bàn thờ tổ tiên của người miền Trung. Đó, cái bộ tam sự của người ta nó khác ha, cũng bằng đồng á, cái bộ đó là bộ bằng đồng á. Và cái tủ thờ cũng vậy luôn. Và thường người miền Trung người ta hay thờ chuối nhiều lắm quý vị các bạn. Và đây cũng là một cái mâm cỗ để bày ra để cúng ông bà tổ tiên trong 3 ngày Tết này. Đó, thường thường rất là nhiều dĩa. Chứ không làm như bây giờ là làm những cái dĩa nào lớn to rồi cái một mâm như vậy, một vài dĩa, đây không có, những cái dĩa nhỏ 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 mà người ta nấu rất là nhiều món để người ta đưa ra đây.
Đúng là mình đi tham quan những cái lễ hội của người Việt mình lâu lâu ha, ôn lại những cái phong tục tập quán của người dân ba miền mình cũng thấy lạ quý vị các bạn. Các cái bạn trẻ bây giờ chắc cũng không hình dung ra, tại vì bây giờ là toàn ăn những cái dĩa lớn không à, những làm rất là ít món và dĩa lớn, chứ không có như ngày xưa những cái dĩa nhỏ 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 để bày cúng cái này kia đó. Và đây là của người miền Bắc này, đó nghĩa là mô phỏng ba cái gian nhà của ba miền đó. Ở đây cũng vậy nè, đây thì phong tục của người miền Bắc á. Đó trên kia cũng bàn thờ, cái bộ bộ tam sự đó là miền nào cũng có ha, nhưng mà tủ thờ mỗi miền người ta làm một cái mẫu khác nhau. Ở đây là có một cái nồi cá này, nồi cá lẩu cá này không đó, bên đây là giống như kho tổ, kho tiết cái này kia đó, một con gà nguyên này. Đó, bên này là gà này, gà nấu này. Rồi trong kia cũng những cái chén nhỏ rồi không, xôi chè rồi các thứ không, trái cây. Đó, đây là cái cách bày biện của ba người ba miền khác nhau trong cái dịp Tết cổ truyền. Đó thì ở đây ban tổ chức người ta mô phỏng ra ba cái dạng nhà cũng cũng khá khá hay ha quý vị các bạn ha, để cho các cái giới trẻ đó người ta biết về cái cội nguồn á, mình thấy cũng rất hay. Đông lắm quý vị ơi, đông lắm. Trong 3 ngày mà hôm nay là ngày cuối cùng bế mạc cho nên là rất là đông người tới. Còn ở đây là phố Ông Đồ này, viết thư pháp này. Đó, công nhận các bạn trẻ bây giờ cũng hay quý vị các bạn. Người ta viết rất là đẹp, đẹp, có hoa tay. Rồi, thì mời các bạn coi bạn trẻ này không? Chúc mừng. Quá đẹp luôn quý vị các bạn. Đó, chúc mừng năm mới. Rất đẹp luôn, khá đẹp. Đúng là những bạn trẻ lúc nào cũng coi như là cái truyền thống mà ông bà tổ tiên để lại. Các bạn trẻ cũng rất là hay. Đó, nó thành là một cái xin chữ đó. Cái này là tùy hỷ quý vị các bạn, đầy đủ luôn, rất hay. Đó, để ôn lại những cái ngày Tết mà. Rồi còn đây là đi du Tết này, đi du Tết này, Viettravel, một cái gian hàng rất lớn luôn, quảng bá về du lịch. Đó, bạn nào ăn Tết xong rồi đi du lịch thì ở đây. Nói chung trong cái lễ hội này thì ban tổ chức rất là đủ ha. Mình hy vọng rằng ở Sài Gòn sẽ có nhiều cái lễ hội giống như vậy để cho các cái bạn trẻ đó người ta tới người ta vui chơi. Cái thứ hai là nhớ về cái cội nguồn. Đó là cái mà những cái nét đặc trưng nhất của dân tộc. Nhất là trong các cái dịp lễ Tết. Đó, đây là Viettravel. Đó, xem Tết rồi ăn Tết, bây giờ du Tết rồi chơi Tết nữa ha. Nhiều vấn đề lắm. Đúng là mấy bữa nay thì mình đã nghe nói về cái lễ hội này rồi. Có điều hôm nay là cái ngày cuối cùng á, bế mạc cho nên mình muốn ghi lại những cái gì mà nó có những độc đáo nhất để cung cấp tới cho quý vị và các bạn để nhớ về những cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Và chỉ còn cũng hơn 2 tuần nữa thôi là tới ngày Tết rồi, năm cũ sẽ đi qua rồi. Đó, bây giờ đây là các cái gian hàng người ta bày bán Tết. Đó, vừa bán vừa thưởng thức vừa quảng bá. Đó, vừa giới thiệu sản phẩm.
đó, người già có, người trẻ có ha, thanh niên nam thanh nữ tú có ha, rất nhiều. Đó, đây là bánh dày, bánh chưng, bánh tét này này kia ha, người ta nấu tại chỗ luôn quý vị các bạn này. Đó, nhìn nó đã không? Đó, đó là những cái nồi bánh chưng, bánh tét ngày 30 Tết ở nhà nào cũng có nấu đó, quý vị các bạn. Đó, bánh chưng Tết này. Đó, nhìn bắt mắt ha quý vị. Bắt đầu mình tới đây là cái khu ẩm thực rồi. Ẩm thực thì cũng có ba miền ha, ẩm thực ba miền. Nhất là các bạn trẻ đi thì ăn mấy này vui lắm luôn. Và hầu như cái gian hàng ẩm thực nào cũng đông á. Khu ẩm thực vùng miền và bánh dân gian. Thì trong này có bánh dày, bánh chưng, bánh tét, bánh xèo, bánh bột lọc. Đủ các loại bánh luôn, đủ các loại bánh đó. Bánh tầm. Ủa, nhiều bánh lắm các bạn, nhiều bánh lắm luôn. Cho nên các bạn trẻ ra đây thì đi dạo vừa vui chơi, vừa ngắm, vừa ăn uống, vừa thưởng thức ẩm thực của mỗi cái vùng miền khác nhau. Đây là của Nam Bộ này, cô Mười Cần Thơ. Họ hàng ẩm thực nào cũng đông hết đó, nhất là các bạn trẻ tới đây thì thích lắm luôn. Ủa, cái công viên này nó rộng ghê gớm lắm mà. Các bạn biết rồi, không có chỗ để gửi xe luôn đó. Không có chỗ gửi xe. Đó, còn vô đây thì coi như là người vô số kể luôn rồi. Nguyên cái công viên nó rộng thanh thang luôn, mà coi như là hầu như kín người. Càng về chiều lại càng đông, càng về chiều lại càng đông. Bây giờ là đông rồi quý vị và các bạn. Đó, còn đây là nước, các cái thức uống này. Quá trời ha. Đây là các cái gian hàng đồ uống, mật ong rừng, mật ong, chuyên bán về mật ong, tinh hoa Việt. Trong này người ta, đây là đặc sản của Lào Cai nữa quý vị các bạn này. Đó, các cái tỉnh xa xôi người ta cũng đưa hàng qua đây người ta giới thiệu này. Đó, nó lạ đó. Đó, các loại hạt ở vùng cao bằng Lạng Sơn này. Muối chấm chéo này, muối chấm chéo này, tương ớt này, táo này. Mật ong này. Nấm mèo đen Sapa này, ui đủ thứ à. Măng nứa này. Đó, nhiều lúc có những cái lễ hội này thì mới có mình biết được ha. Cái này là miến dong núi đá này. $125.000 một ký, nếp nướng, gạo lứt. Ồ, nhiều thứ. Đây là những cái tỉnh xa xôi ở khu vực phía Bắc á, người ta đưa vào đây luôn. Rồi, đây là khu vực khô. Tôm khô, cá khô, các loại khô. Cá mai, sốt chanh, ghẹ sữa. Ui giời, đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Người ta, các bạn trẻ đó, người ta thích đi, vừa đi rồi vừa nhâm nhi rồi này kia, người ta mua đông lắm luôn. Gà lá chanh. Mực xé bột ớt. Ui dạ. Đồng lắm rồi. Ui, quá trời đó. Bây giờ là người là đi không, không có chỗ để đi rồi đó. Chen lấn cỡ này luôn á. Bên này rong biển đại dương. Người ta bán hàng ở đây thì người ta khi mà các bạn đến mua đó
thì người ta sẽ đưa cạc cho các bạn luôn, sau này cần thì các bạn gọi. Còn đây là khu vực giống như là các cái đồ trang sức các cái đồng bào dân tộc này các bạn này. Đó, nhìn kia những cô gái đeo không? Thổ cẩm rồi này kia không? Dệt gấm rồi đeo không? Nhìn đẹp quá trời. Đó, người ta cũng muốn mua làm kỷ niệm đó. Gian hàng vui. À, đây là các loại đá này các bạn này, đây là các loại đá này, đá người ta khai thác, cái đá này là có thể người ta sông này, sông đá này, rồi ánh sáng đồ này kia không, đá vòng, đá cẩm thạch đồ này nọ đó, đá thạch anh đồ này kia không. Đó, thường thường là người ta về người ta làm sâu chuỗi người ta đeo, hoặc là người ta để các cái đèn đồ này kia đó. Thường thường đá này ở miền Trung đem vô đó, Ngũ Hoành Sơn đồ này nọ đó quý vị các bạn. Đó thì mình nghe nói lễ hội này sau khi kết thúc ở đây thì người ta sẽ đưa qua bến Bình Đông, cái bến mà trên bến dưới thuyền đó. Đó, người ta sẽ tổ chức ở đó. Ồ, còn khu ẩm thực này, quá trời ha, bánh xèo nhiều quá, nước giải khát đó, nhìn người ta ngồi kín luôn đó. Càng về chiều tối càng đông, càng về chiều tối càng đông người ta tới. Đây là các cái quầy ẩm thực này, các cái xin que này, đủ các loại. Các bạn biết vì sao mà thành công không? Tại vì đây là người ta tập trung rất nhiều các cái món ăn khác nhau và nó lạ ở tất cả các cái vùng miền. À, cho nên là mọi người ra đây để vừa thưởng thức, vừa tìm hiểu, vừa du xuân. Ở đây cái bánh tét này. Nãy mình đi, mình định mua rồi, nó đi vòng lại mua. Nhưng mà khi quay lại thì mình tìm không ra cái chỗ này luôn. 120.000 một đòn như vậy đó, là khoảng 1,8 kg. Bánh tét Cô Ba Giang. Nhiều lắm quý vị và các bạn, nhiều lắm. À, đúng, Sài Gòn có những cái lễ hội như thế này mình cảm thấy rất là thú vị, mọi người cũng đều thích. Đây là cái đặc sản ở ngoài Hà Giang này quý vị các bạn này. Thịt lợn gác bếp này, thịt trâu gác bếp này. Đó, rồi lạp sườn gác bếp này. Hương sắc Điện Biên. Đó, mình nói như vậy đó, tại vì nhiều lúc mình các bạn muốn thì kiếm không ra, nhưng mà khi tập trung ở đây thì rất là nhiều món người ta đưa ra đây luôn. Và các bạn chỉ việc đi tới đây và thưởng thức thôi. Đó, các bạn nhìn qua cái khu vực ẩm thực không? Quá trời, đúng là ẩm thực là người ta đi một vòng á, xong rồi người ta tới người ta kiếm gì đó người ta ăn, ăn xong người ta lại đi tiếp. Vui chơi mà, đã nói là vui chơi mà, vui Tết mà. Và cái giống như một cái chợ Tết á, đi đầy đủ luôn. Đây chả bò Cô Huệ này. Đó, có đầy đủ giá cả luôn. Chút xíu mình sẽ ghé lại đây mình mua.
Ẩm thực ông bư. Quá trời ha, các bạn trẻ thì như mình đã nói đó, rất là nhiều món ăn và ai cũng thích đó. À, bây giờ trời dần dần tối rồi không? Và càng tối thì càng đông. Đây là phở Sâm Ngọc Linh. Đó, người ta tới ăn uống vui chơi. Đúng là cái không khí Tết bắt đầu nó rộn ràng lên rồi quý vị và các bạn. Mặc dù ở ngoài đường thì nó vẫn vắng, vẫn là chưa một cái chưa có không khí gì, nhưng mà vô khu vực này mình cảm thấy là Tết đã tới rồi. Và nhất là các bạn bạn trẻ với lại trẻ em á thích lắm, đi chơi đồ này thì rất là thích. Rất nhiều hàng ăn, rất nhiều quán ăn luôn. Đây là các cái loại chè đồ này kia không? Bà Lê Đà Nẵng, bún chả cá gia truyền. À, một hình ảnh rất là đẹp. Nói chung là những cái món ăn mà đặc trưng của vùng miền á thì người ta sẽ giới thiệu ở đây rất là nhiều và mọi người sẽ thấy nó lạ và người ta sẽ thưởng thức. Nhờ có những cái hội chợ như thế này, những cái lễ hội như thế này mới giới thiệu các cái món ăn tới mọi người. Cái khu ẩm thực này là đông nhất luôn, khu ẩm thực đông nhất. Còn các cái gian hàng bên kia thì vắng thôi, nhưng mà khu ẩm thực này thì người ta đi một vòng đấy, người ta tới thưởng thức món ăn mà. Tất cả mọi cái đều có giá ha, tất cả mọi cái đều có giá niêm yết sẵn, các bạn không cần phải trả giá, tới có cái giá đó rồi mình mới mua thôi. Và đó là một trong những cái rất hay quý vị và các bạn. Cho nhiều cái chợ truyền thống trước giờ người ta không niêm yết giá, rồi vô người ta nói thì không biết trả như thế nào. Nhiều lúc cái món hàng không không có tương xứng. Ở đây là có giá cả hết, mình đi một vòng tới bao nhiêu thì cứ vậy mà ăn uống thôi, mua thôi. Quá trời, trời bắt đầu tối rồi quý vị và các bạn. Đèn nó lên rồi, đúng là lên đèn cái là nhìn nó mát mẻ hẳn lên liền. Đó, các bạn thấy không? Những cái khu vực ẩm thực này thì rất là đông. Đi hồi mỏi chân đó quý vị và các bạn, tới kiếm kiếm chỗ ngồi để có đồ ăn luôn là sướng này. Bún mắm Châu Đốc. Người ta ăn cũng khá nhiều. Đúng là lễ hội này mình thấy thành công á, rất là thành công luôn. Với cái lượng người như thế này thì các bạn biết rồi, người ta chi tiêu trong một ngày biết bao nhiêu là tiền rồi. Đó, nghĩa là cái doanh thu khá lớn rồi nghe, doanh thu khá lớn. Tại vì thực tế ai tới đây rồi cũng sẽ ăn uống một cái gì đó. Còn các cái gian hàng bia bây giờ nó ế quá, đưa xuống đây luôn, đưa ra hội chợ luôn mà không biết là người ta có mua đem về được không quý vị các bạn này. Mua 2 thùng tặng ngay một cái bình giữ lạnh, khuyến mãi. Mua 2 thùng tặng ngay một bình giữ lạnh. À, đây là các loại thức uống. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Mình thấy sân khấu á, thì đang làm sân khấu để có một cái lễ bế mạc. Mình nghĩ tối nay cũng sẽ có ca nhạc. Đó, cơ sở sản xuất giò chả Cô Huệ ở Đà Nẵng. À, mà mua một cái đi,
tại vì chả bò ngon lắm, người ta làm rất là hay, thấy không, làm rất hay. Ở đây một cái đòn như vậy nửa ký 170 ngàn. Quá wow, trời đông ha. Thật sự quá trời đông. Đây bê thui, nguyên con bê luôn. Nhìn cũng hấp dẫn á. À, hy vọng thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở thêm nhiều cái lễ hội giống vậy để mọi người cùng đi tham quan. Chợ ở Tết ở Sài Gòn thì buồn lắm. Nhờ có những cái lễ hội như vậy người ta đi chơi, đi tham quan, đi thưởng thức rất là vui. Đó, bây giờ mình đã đi một vòng xung quanh cái lễ hội rồi, quý vị và bạn đi không nổi nữa, còn rộng lắm luôn. Và còn rất là nhiều cái gian hàng. Bây giờ mình đi ra ngoài để mà kết thúc cái video nghe các bạn. Càng lúc thì nó càng đông, càng lúc nó càng đông. Và người thì vô nhiều lắm luôn. Các cái bãi xe, tất cả các cái bãi xe đều là đông kín hết luôn. Không có chỗ để gửi. Và có nhiều người thì người ta chạy ra phía trước, mình cũng gửi phía trước. Và cái anh giữ xe anh nói là một chiếc như vậy là 20 ngàn, chút xíu mình ra mình trả tiền coi như thế nào. Ở gửi ở trong bãi xe, xe thì rẻ thôi quý vị, nhưng mà bãi xe thì không còn nữa. Đó quý vị và các bạn nhìn thấy không, nhìn thấy ngoài đường là kẹt cứng luôn à, ngoài đường là kẹt cứng luôn. Đó, các bạn nhìn thấy xe xe lớp 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 ui à. Quá trời luôn quý vị và các bạn, không có chỗ luôn mà. Đó, con đường ở ngoài được kẹt cứng luôn rồi. Đó, nguyên cái bãi xe bên đây này, quý vị các bạn thấy không? Ngồi trên xe luôn, ngồi ngồi chờ thôi. Quá trời ha. Đó thì trên đây Sài Gòn Camera đã đi một vòng cái lễ hội và đúng là vỡ trận đó quý vị các bạn, với cái lượng người đông khủng khiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Chúc quý vị và các bạn luôn khỏe và đón một cái Tết thật đầm ấm và vui tươi. Xin thân ái chào tạm biệt.